Đừng đi đâu nhé, các bậc thầy chơi khăn sẽ quay lại ngay trên Cartoon Network. Tiếp theo là gấu xám và những chú chuột lemur trên Cartoon Network. Chào mừng bạn đến với mộng giới diệu kỳ, nơi đang bị đe dọa bởi thế lực độc ác của một phù thủy xấu xa. Đã đến lúc biệt đội truy đuổi giấc mơ phải hành động. Tham gia ngay trong các tập phim mới của Lego Mộng Giới từ ngày 17 tháng 8 trên Cartoon Network. Các bạn có bao giờ thắc mắc điều gì tạo nên Clarence mà ai cũng yêu quý? Nó có phải tình yêu với những giai điệu ngọt ngào, sợi dây kết nối kỳ diệu với thiên nhiên kỳ thú, hay bởi cậu ấy là người bạn tuyệt vời nhất trên đời? Dù lý do là gì, hãy cùng tìm hiểu trong Clarence, phát sóng vào 7:30 tối nay trên Cartoon Network. Siêu nhân khóc ư? Ai gọi đó? Khai phá sức mạnh của sự đồng cảm. Nỗi buồn trỗi dậy, ta phải đi cứu người. Biến nước mắt thành vũ khí đắc lực trong chương trình hoàn toàn mới Tố Chất Anh Hùng trên Cartoon Network. Hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới. Ôi, phấn khích quá. Lần này lại là điều điên rồi, gì nữa đây? Xem này, mọi người đều đang vui chứ? Đến lúc đánh bại chúng rồi. Nghe giống hệt thứ tớ đang tìm kiếm. Điều tuyệt vời này là dành cho chúng ta ư? Nghe có vẻ cực kỳ tốt đối với tớ. Đừng bỏ lỡ những siêu phẩm hoạt hình vào 1:30 chiều các ngày cuối tuần trên Cartoon Network. Một cây gậy phép thuật, quyền năng triệu hồi siêu sức mạnh, hai anh em hết mực thương yêu nhau. Sao anh lại triệu hồi sức mạnh ngớ ngẩn đó? Chia đôi sức mạnh, không có đầy đủ sức mạnh của cả hai chúng ta, anh chết chắc. Nhân hai rắc rối, tôi triệu hồi sức mạnh của Mắt Muôn. Đón xem Nửa Dòng Máu Anh Hùng chia đôi sức mạnh trên Cartoon Network. Một thế lực phản diện mới đe dọa tới toàn bộ vũ trụ Ninjago. Chúng khỏe hơn, nhanh hơn và hùng mạnh hơn bất cứ kẻ thù nào trước đây. Các ninja sẽ phải tập hợp toàn bộ sức mạnh để giành được chiến thắng. Liệu họ có thể thành công? Đừng bỏ lỡ các tập phim mới của Ninjago Dòng Thiêng Trỗi Dậy, phát sóng vào 10 giờ sáng thứ bảy trên Cartoon Network. Tới giờ chơi rồi, Tuyết bắt đầu thôi. Hãy sẵn sàng. Cậu ấy đang rất quyết tâm. Chuẩn bị tinh thần. Đó là một cú đá, ai cào quá, nó sẽ đi đâu? Ồ, ra ngoài rồi. Và cả thể chất. Tuyệt vời, đám đông thật cuồng nhiệt. Tớ làm được rồi. Để tham gia những hoạt động thể thao sôi nổi cùng các nhân vật hoạt hình bạn luôn yêu mến, đứng dậy và trải nghiệm vào 11:30 trưa các ngày cuối tuần trên Cartoon Network. Trên Cartoon Network.